Chương 29, Kim chủ, bao tôi đi. Đại thiếu gia, tôi không có ý đó. Lục Đại Bằng bị dọa vội vàng phủ nhận. Tôi chỉ là muốn nói là nếu đại thiếu gia nói với tôi một tiếng thì tôi sẽ tiếp đón Tẩy Trần cho đại thiếu gia được tốt hơn. Lục Đại Bằng trong lòng tràn đầy sự lo lắng và khủng hoảng, tên sao chổi này không ngoan ngoãn ở nước ngoài cho tốt, quay về làm cái gì chứ? Lục gia là vọng tộc trăm năm, gia quy nghiêm khắc, đừng có nhìn vào Lục Thanh vận kêu một tiếng chú, lão chẳng qua chỉ là nhánh bên của Lục gia, mà vị trước mặt này lại là con cháu của chi chính Lục gia, mấy năm nay chi chính của Lục gia đã rời khỏi trong nước đi hết cả rồi, không biết hắn còn quay về làm cái gì nữa. Vậy thì không cần đâu. Ánh mắt Lục Thanh vận rơi trên người Thời Sinh. Thời Sinh lập tức nở ra một nụ cười, Kim chủ a, à, đây chính là kim chủ tương lai đó, không thể đắc tội được. Lâm San San sớm đã nhìn đến ngây ngốc rồi, trong phạm vi này có lẽ không thể nào tìm được người nào đẹp trai hơn người ở trước mặt đây, nghe cách xưng hô của lục đại bằng, thân phận so với hắn tôn quý hơn, nếu như có thể bám vào nhân vật như thế này. Nghĩ đến điều này, Lâm San San lập tức xua tan suy nghĩ này đi, đáy mắt si mê cũng từ từ biến mất. Người đàn ông này vừa nhìn là biết không phải người dễ sống chung rồi, có thể dựa vào nhân vật hạng ba như lục đại bằng là tất cả những gì cô ta có thể làm. Vẫn không bằng bám thật chắc lục đại bằng, miễn cho lại được một mất mười. Lâm San San chắc chắn có sự hiểu biết của mình, thế nhưng cô ta vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Thời Xanh đang cười với người đàn ông kia, mà người đàn ông kia lại bước về phía cô ta. Nhìn thấy thế, Lâm San San càng thêm hận Thời Xanh, cô ta dựa vào cái gì chứ? Kim, Lục Tiên Sinh, thật là trùng hợp. Thời Xanh nhớn nhớn mắt chào hỏi. Lục Đại Bằng nhìn thấy Lục Thanh Vận gật gật đầu với Thời Xanh thì lập tức bị dọa tới mức hồn phách cũng bay lên, không phải nói Giang Vãn chỉ là một người bình thường thôi sao? Sao lại quen ngôi sao chổi này chứ? chú Lục còn có chuyện gì sao? Lục Thanh Vận đứng bên cạnh thời xanh, ánh mắt quét lên nhìn Lục Đại Bằng đang không dám động đậy chút nào. Toàn thân Lục Đại Bằng run rẩy, liên tục lắc đầu. Không có gì, không có gì, đại thiếu gia, tôi đi trước đây. Lục Đại Bằng lôi lâm san san xoay người đi ra khỏi cửa, đến tiệc rượu cũng không tham gia nữa. Mẹ nó, ngôi sao trổi kia ở đây, lão không muốn sống mới bước vào. Đợi đã. Bước chân Lục Đại Bằng ngừng lại, quay người kính cẩn thấp thỏm nói, đại thiếu gia còn có gì dân dò sao? Xin lỗi. Xin lỗi. Cả người lục đại bằng đều không tốt, giang vãn và tên này là quan hệ gì mà lại có thể khiến hắn phải mở miệng? Lục đại bằng mồ hôi lạnh dòng ròng nhìn Giang vãn một cái, trực tiếp khom người. Giang tiểu thư, vừa rồi là lỗi của tôi, cô đại nhân đại lượng đừng tính toán với tôi, tôi với cô không oán không hận, đều là lâm san san suối dục tôi, tôi đây mới bị mê mẩn trong lòng. Sắc mặt lâm san san tái mét, cô ta không ngờ lục đại bằng lại dễ dàng bán đứng mình như thế. Lục Đại Bằng, anh có ý gì hả? Vì lão sợ hãi người đàn ông kia cho nên mới muốn đem toàn bộ lỗi sai đổ lên trên người cô ta sao? Câm miệng. Lục Đại Bằng vẻ mặt hung dữ quát mắng Lâm San San một tiếng, nếu không phải là cô ta, lão sẽ không nhìn tới Giang Vãn, càng không vì thế mà đắc tội với tên ma vương này. Nên làm thế nào không cần tôi dạy chú rồi chứ? Vâng vâng, đại thiếu gia yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Đáy mắt lục đại bằng vụt qua một tia hung dữ, lâm san san hại lão suýt chút nữa thì đắc tội tên kia, lão không tìm được nơi chút giận nên chỉ có thể phát tiết lên trên người lâm san san. Đừng có làm mất mặt mũi lục gia ta. Lục thanh vận khô khô tay, lục đại bằng dường như có được ân xá, lôi lâm san san sắc mặt trắng bệch bước nhanh ra khỏi cửa lớn. Anh lại uy phong như thế sao? Thời sinh làm ra một vẻ mặt biểu tình sùng bái. Lục tổng đó là nhân vật số 2 của giới này, hắn ta luôn gọi anh là đại thiếu gia, anh thật sự là lợi hại nha. Ánh mắt Lục Thanh vận nhìn vào con người bình tĩnh của thời xanh, không có nửa điểm gợn sóng, nữ nhân này căn bản là không muốn khen hắn, diễn kịch đều không để tâm thế này, hoàn toàn là đang qua loa cho xong. Lục thiếu gia không thể không lần nữa hoài nghi sức hấp dẫn của mình, sao đối với nữ nhân này lại không có hiệu quả gì thế? Cô không muốn khen tôi, khen tôi trái với lương tâm thế không khó chịu sao? Hắn nói cô đi trái với lương tâm khen người, chỉ ít cô cũng phải che đậy sự giả bộ một chút chứ, đừng có để người ta nhìn ra a. À em gái này căn bản là không hề che đậy mấy cái ý tứ này